Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ súng khiến 3 người bị thương xảy ra vào sáng qua tại thôn 5, xã Nghĩa Trung, địa bàn giáp ranh huyện Đồng Phú và huyện Bù Đăng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ hôm qua, ông Lê Văn Khánh, 45 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm người đi ô tô chưa rõ biển số và người điều khiển đến nhà tìm kiếm. Sau đó một người cầm súng và một người dùng tay đã đánh vào đầu ông Khánh. Trước sự việc xảy ra, vợ ông Khánh đã chi hô nên nhóm này đã nhanh chóng bỏ chạy. Biết được người đánh mình là Lê Quang Bình, 35 tuổi, ngụ thôn 5, xã Nghĩa Bình, nên ông Khánh đã gọi cho anh trai là Lê Văn Hải, 50 tuổi, đến nhà Bình để hỏi chuyện. Khi đến nơi thì thấy Bình đi về và từ trên xe bước xuống, ông Khánh đã dùng đá ném. Bình sau đó đã lấy khẩu súng giống súng quân dụng K-54 trong người ra bắn trúng vào chân ông Khánh. Ông Hải sau đó nhảy vào giật súng của Bình, cũng bị Bình bắn trúng bên hông sườn. Khi hai người giằng co nhau thì khẩu súng bị văng ra xa. Sau cuộc ẩu đả, ông Hải, ông Khánh và Bình cùng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và huyện Bù Đăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.